Nhanh lên, hôm nay Tôm sẽ đi xe máy cày hả? Đi đi nhanh lên, đi ra đi xe máy cày. Chúng mua không đi, mình đi theo lên, nhanh lên mẹ đi ra rồi. Ừ rồi đi nhanh lên, chạy đi. Nay Tôm sẽ đi xe máy cày đó nha các bạn. Đi kè nó đi, đi không lên luôn đi. À rồi mình đi xe máy. Tôi không đi hả? Vậy thì thôi mình đi xe máy. Vô lấy xe máy đi. Đâu đưa coi bà coi. Quả này quả gì vậy? Quả trôm trôm. Ừ. Nè đi. Ê, hỏi thôi. Đi thôi. Đi đi, dẫn các bạn đi đi. Có con cá kìa mấy bạn. Có không? Đâu? Đâu thấy đâu, ớ cả đàn cá nè. Cả đàn cá luôn mấy bạn ơi. Ừ. Nếu đàn đây là một đàn này nè, nhiều quá. Nhiều quá. Rồi thôi đi, đi chỗ khác đi. Dành cho các bạn đi chơi đâu đi. Giờ tôi dành các bạn đi tìm. Làm gì vậy? Đang thả xuống nước. Thôi đừng có đá xuống nước. Đừng có đá xuống nước, mất công người ta phải lấy lên. À, đúng rồi, cho can đi. Ăn cà phê hả? Nhưng mà nó đâu, cá đâu ăn quả cà phê đâu. Ừ? Có quả chôm chôm á. Trên đâu tìm có quả kìa. Đâu hai cà phê lại đi cho ba coi coi. Tôm ơi. Ném cái gì vậy? Ném vô cho cá hả? Đâu có cá đâu. Tôm hai gì á Tôm? Hai cà phê hả?
Cà phê nhiều vậy? Nó có ăn không? Có thấy nó ăn không? Thấy chứ. Tối mày quả dưa nó trôi đâu kia kìa. Trôi đâu xa rồi. Đi ra bên này chơi đâu? Đi qua hồ, đi qua cái cây đâu kia chơi đi. Đi đi lại cây đâu kia chơi. Cái gì? Chú Minh. Dạ. Mình đang quay phim rồi nè. Nghe tiếng chim nó đi 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 tao. Đi đi đi. Con đơ đơ, con đơ. Con đơ bắt con gì? Bắt con gì? Con bướm bướm nè. Con bướm bướm nè. Đi nghe tiếng chim kìa. Hình như có con gì đó, mình phải đi 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 tìm đi. Nhìn lên. Nhìn lên. Cô kia kìa. Hử? Ba, cho ba trước á. Không. Đi trước đi. Đi. Có con gì đó. Đâu? Đó. Hử? Gì đó. Đâu? Đó. Kiến. Kiến hả? Ừ, đi. Rồi nó ở bên anh này ba. Hử? Nó ở bên khu ở bên kia kìa. Ừ. Đi, đi nghe tiếng kêu đó, mình đi coi. Nó nghe cái gì không? Nghe. Đi. Nó là ở cái này nè các bạn. Đi, rồi tôi hướng dẫn các bạn đi đi tìm đi. Ai biết rồi? Ở đâu? Nó ở bên kia sao kia kìa. Ừ. Kia đi thôi. Let go. Sao chưa let go vậy? Ờ, chỗ nó đậu lên cái cây. Ừ. Nhờ con bắt gì nữa. Thôi. Đi. Con chó. Đi let go. Con chó đang chụp. Chụp. Chuồn chuồn nhiều á. Chụp. Chụp. Cả dùng rớt xuống hôm đó bây giờ. Đi thẳng lại đầu kia đi. Tôm. Rồi đó. Đi cảm ơn tay hả? Thôi đi ra đi. Đau quá mà. Đi thẳng lại đầu kia. Đau quá. Đau quá hả? Đau quá. Đi đi đi. Đâu đưa tay bà coi coi. Coi dính cái gì không? Không dính. Chưa dính. Thôi đi. Rồi đi thẳng là được kia đi. Rồi đi. Đó, có dừng té bây giờ. Kìa các bạn biểu diễn không kìa. Đâu? Quả gì? Đâu nói quả gì? Hỏi em coi.
Giờ quá. Đau quá. Hả? Đâu? Đi. Té đây hả? Té rồi. Trời ghê vậy. Quá, đau quá, đau quá. Đau quá hả? À, có chừng trúng trúng em nha. Đó là cây xấu hả? Nhưng mà coi chừng trúng em bây giờ á. Rồi đánh luôn.